trạm xác thịt với Isaac trong phim mới. Chiều 22 tháng 10, bộ phim Anh trai yêu quái vừa tổ chức họp báo giới thiệu với sự tham gia của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cùng dàn diễn viên Kiều Minh Tuấn, Isaac, Diệu Nhi, Phi Phụng. Đây cũng là lần đầu tiên ekip phim chia sẻ những thông tin và hình ảnh chính thức về bộ phim với truyền thông trong nước. Sau khi giới thiệu tác phẩm tại liên hoan phim Busan hồi đầu tháng 10, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cho biết, dù bộ phim đã được khán giả quốc tế đón nhận, anh vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp khi ra mắt tại Việt Nam là hai gương mặt sẽ mang đến câu chuyện vừa hài hước, vừa cảm động của anh trai yêu quái. Kiều Minh Tuấn và Isaac lần đầu bật mí những câu chuyện thú vị quanh quá trình trở thành anh em trong phim. Isaac chia sẻ ban đầu anh không muốn nhận vai diễn này, nhưng đã đổi ý khi biết mình sẽ đóng cùng Kiều Minh Tuấn. Nói về phân cảnh hài hước khi hai nhân vật trong phim tắm biển, cả hai đã phải ngâm nước biển từ sáng đến chiều, khiến họ chẳng còn cảm nhận được gì ngoài ngứa vì bị sứa biển bám. Phân đoạn này còn khiến khán giả thích thú và chờ đợi bởi đây là cảnh quay Isaac sẽ khỏa thân trên phim. Bên cạnh câu chuyện anh em trai thì tuyến nhân vật của Diệu Nhi và Phi Phụng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Vai diễn này của Diệu Nhi cũng sẽ hoàn toàn khác với vai diễn trước đây khi không hề có tính chất hài hước. Nữ diễn viên cũng cho biết, đây là một điểm thú vụ khiến cô muốn nhận vai để chứng minh cho khán giả thấy mình không chỉ là một diễn viên hài. Trước câu hỏi có tình cảm đặc biệt với Isaac sau bộ phim, Diệu Nhi phủ nhận và hài hước cho biết đã phải từ chối nhiều lần tình cảm từ phía Isaac. Cô cũng gây tò mò khi tiết lộ cả hai cũng sẽ có vài cảnh nóng trong phim, ngoài ba diễn viên trẻ Bộ phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên gạo cội Phi Phụng. Cô cũng cho biết có rất nhiều cảm xúc vì nhân vật dì tám của mình trong phim không đơn thuần là nhân vật gây cười, mà còn khóc không rất nhiều lần. Anh trai yêu quái sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 11 năm 2019.